mà có lẽ sẽ giành được rất nhiều sự quan tâm của các chị em phụ nữ. Đó là vấn đề kiêng cữ sau khi sinh như thế nào, có nên kiêng tắm trong vòng 1 tháng hay không, kiêng không ăn canh trong vòng 10 ngày, không sờ nước lạnh, không đánh răng hay thậm chí mặc áo dài tay ngay cả khi vào mùa hè. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó trưởng khoa phụ sản Viện E Hà Nội. Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể giới thiệu thêm một chút những thông tin về bản thân mình được không ạ? Xin chào Ngọc Hân, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh, công tác tại khoa phụ sản Bệnh viện E Hà Nội. Vâng, bác sĩ Kiều Anh thân mến, như phần đầu Ngọc Hân đã đề cập thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là muốn đề cập đến những vấn đề kiêng cữ sau khi sinh cho các chị em phụ nữ, thì không biết bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này không ạ? Ngọc Hân ạ, kiêng cữ sau sinh được ví như là một vấn đề chiến sự nóng bỏng trong mỗi gia đình khi có người phụ nữ sinh con. Quả thật kiêng cữ như thế nào để cho phù hợp và để có sức khỏe tốt cho bà mẹ còn nuôi con bú và bảo vệ sức khỏe cho mình thì đây là cả một vấn đề lớn. Trước đây các cụ thì quan điểm là kiêng cữ tức là người phụ nữ phải không ăn một số thứ nhất định, hoặc là không tắm trong một thời gian dài, hoặc không vận động. Nhưng bây giờ thì cái việc kiêng cữ như thế nào cho khoa học thì để chị em phụ nữ cần phải tìm hiểu cho kỹ lưỡng, tắm thai, chăm sóc, quản lý thai nghén theo hướng dẫn của bác sĩ thì đấy là cả một vấn đề rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, vậy theo bác sĩ thì việc kiêng cữ có nhất thiết cần thiết không ạ? Kiêng cữ thì rất cần thiết, nhưng kiêng cữ cho đúng khoa học và theo hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn uống, về bảo vệ sức khỏe và về vận động thì đấy là một vấn đề cực kỳ tốt cho sức khỏe người phụ nữ sau sinh. Vâng, nhưng Ngọc Hân thấy rằng là các bà bầu sau khi trở về nhà thì kể cả bà mẹ đẻ này hay là bà mẹ chồng đều lên một cái danh sách dài dằng dặc cho những điều cần kiêng kỵ, và xin bác sĩ cho ý kiến riêng về những vấn đề này. Ngọc Hân biết không, khi trong quá trình công tác thì thường là mình lại nhận được các cái cú điện thoại của bệnh nhân thì nói là chị ơi, nếu mà chị không có lời khuyên cho em, hay là chị gặp mẹ chồng em một chút hay gặp mẹ đẻ em một chút cho bố mẹ em tư vấn, vì bây giờ em nghe theo lời chị nhưng bố mẹ thì lại không nghe theo lời em. Đây quả là một vấn đề nóng bỏng mỗi ngày của gia đình em từ khi em sinh cháu tới bây giờ. Vậy thì mình phải làm thế nào để giải thích cho bố mẹ? Khi mình đã hiểu biết rồi, mình khám thai, mình quản lý thai nghén, mình có lời khuyên của bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, về chế độ chăm sóc thân thể, thì mình phải giải thích cho bố mẹ thấy cái lợi như thế nào là kiêng cữ và như thế nào là khoa học và như thế nào là có lợi cho sức khỏe. Đấy là cũng có nhiều bà mẹ thì rất hiện đại đã tìm hiểu các vấn đề trong trên thông tin đại chúng hay trên tivi, giống như là chương trình Tổ ấm của Ngọc Hân làm hôm nay này, thì đấy là một cái lợi ích rất là tốt cho cả gia đình chứ không phải là chỉ là những người phụ nữ mang thai. Vâng, bác sĩ ơi, có một vấn đề nổi cộm đấy chính là việc kiêng tắm sau khi sinh. Theo quan niệm của các cụ thì là kiêng tắm càng lâu càng tốt, thậm chí là một tháng không tắm, kể cả trong mùa hè rất là nóng bức như vậy. Và các cụ nói rằng là kiêng như vậy để tránh bị rụng tóc này, tránh bị lạnh này, thì theo bác sĩ có nên như vậy không ạ? Trước đây các cụ cho rằng là nếu như tắm thì sẽ làm rỗng cái lỗ chân lông ra, rồi tắm làm cho sức khỏe bị yếu đi, hay là dùng nước lạnh thì làm cho cơ thể người phụ nữ cứ bị ớn lạnh khi về già. Nhưng tất cả những điều đấy thì thật là không chuẩn xác. Với việc mình phải tắm thế nào để bảo vệ sức khỏe cho nó tốt hơn, các bạn có thể tắm ngay sau sinh trong vòng 24 giờ, nhưng với điều kiện là phải giữ ấm và kín gió. Ngọc Hân hiểu rồi, có phải là do điều kiện ngày xưa không được đầy đủ như bây giờ nên là các cụ thường sợ là các sản phụ sau khi sinh thì tắm thì sẽ bị trúng gió này, rồi là tắm sẽ bị lạnh phải không chị? Đúng như Ngọc Hân nghĩ đấy, bởi vì người phụ nữ cho đến thời bây giờ cũng vậy, nếu ở nông thôn điều kiện cơ sở vật chất không tốt, người ta có thể có cái nhà tắm mà không kín gió, có thể vẫn là ở nơi xa xôi hay vùng núi người ta vẫn có thể tắm nước ao, nước hồ, thì đấy là quả thực là rất bất lợi cho sức khỏe. Bởi vì Ngọc Hân thấy rằng là ở bên nước ngoài thì tất cả các phụ nữ hầu như là họ không kiêng cữ gì cả. Sau khi sinh xong là họ tắm ngay này, rồi là có thể vận động bình thường, thậm chí đi làm bình thường mà không cần có nhiều các thủ tục kiêng cữ như ở Việt Nam. Vấn đề tắm sau sinh thì thực sự nó còn liên quan đến cả vệ sinh thân thể là một vấn đề, và còn cả vệ sinh cái bộ phận sinh dục, cái phần của mình sau khi sinh đẻ. Ví dụ người phụ nữ sau sinh có thể bị sinh thường thì có thể phải cắt khâu ở tầng sinh môn, thì ngoài cái việc mà mình hàng ngày phải tắm rửa là còn phải làm vệ sinh cái vết thương đấy trong vòng một ngày khoảng 2-3 lần, hoặc là những người sinh mổ thì người ta phải vệ sinh vết mổ chẳng hạn. Liên quan đến những việc đấy, nếu như kiêng cữ theo các cụ một tháng với tắm một lần thì quả thật là nguy hiểm.
Vâng, nếu mà thực sự kiêng cữ trong vòng khoảng một tháng không tắm thì anh nghĩ rằng chắc hẳn là sẽ có rất nhiều những vi khuẩn rồi là các mầm bệnh sinh sôi, phải không chị? Ngoài cái nhiễm bẩn từ ngoài vi khuẩn và từ môi trường này còn làm cho cơ thể cái trao đổi giữa cơ thể với lại phía ngoài, ví dụ như các cái lỗ chân lông là cái nơi mà trao đổi khí và nước cho da. Nếu như không bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thì ngoài cái khả năng bị nhiễm bệnh da thì có thể là sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự trao đổi giữa da và không bên ngoài, thì sẽ làm cho cơ thể mình cũng có một cái sức khỏe không tốt. Những người phụ nữ cảm thấy là bức bối trong người, cảm thấy mình chưa được sống rất là thoải mái, như thế là một cái ảnh hưởng rất là lớn. Vâng, Ngọc Vân còn thấy rằng là có rất nhiều chị em phụ nữ thậm chí phải kiêng cả nước, kiêng sờ vào nước lạnh, rồi kiêng cả đánh răng nữa. Theo bác sĩ thì có nên không ạ? Tắm là một vấn đề lớn, nếu như các bạn thực hiện một cách rất là khoa học thì vấn đề đánh răng hay là vấn đề sờ vào nước lạnh là một vấn đề nhỏ so với vấn đề tắm. Với thể trạng của mỗi một người khác nhau, với cơ thể của người phụ nữ có thể cái người sau sinh rất khỏe, có người sau sinh không được khỏe. Như vậy thì mình giữ ở mức độ nào, nước không quá lạnh và đủ ấm, nếu mình cảm thấy khi sờ tay vào không ớn lạnh, như vậy là đủ, chứ không cần nhất thiết lúc nào cũng dùng nước nóng. Và cái việc kiêng không đánh răng thì thật sự là không vệ sinh. Vâng, thưa bác sĩ, vậy còn việc kiêng gió phải nằm trong phòng kín, mẹ và bé phải nằm hơi trên than trong suốt một tháng đầu với quan niệm là tống hết hơi ẩm ra ngoài, theo bác sĩ có nên hay không ạ? Kín gió tức là mẹ và bé phải ở trong một phòng thoáng mát, đầy đủ ánh sáng và không khí, chứ không phải là kín gió có nghĩa là phải đóng kín cửa phòng, hay kín gió tức là phải có một cái bếp than để hơ cho thật ấm nóng. Cái khí than thế là một cái khí rất là độc đối với cả mẹ và bé. Và quan niệm ở đây kín với mức độ là để mình không đứng ra trước một luồng gió mạnh, hay là mình đi ra ngoài trời mưa bão, chứ không phải kín gió tức là phải đậy kín tất cả và phải làm cho nóng sực lên. Vâng, Hoàng Hân còn đọc được một số những cái trường hợp là hơ than cho cả mẹ và con và sau đấy thì là không để ý và bé đã bị rơi vào cái lò than đấy. Thực sự là những cái trường hợp rất là thương tâm, phải không chị? Đây là một cái tình huống thì thật là hy hữu. Theo như mình nghĩ hiểu thì mình thấy rằng là các bà mẹ hay là các ông bà thì cũng không muốn để cho bé bị rơi vào tình trạng như Ngọc Hân nói, và họ chỉ quan niệm rằng hơ than ở đây để mẹ và con được cái hơi ấm của than, nhưng không hiểu rằng là than thì có cái khí carbon thì rất là nguy hiểm và độc hại, là một. Với thứ hai là cái lúc nào mà mẹ và bé cũng ở trong cái tình trạng nóng sực như thế thì không phải là một cái điều kiện sinh lý để cho phát triển khỏe mạnh cả hai cơ thể. Vâng, còn rất nhiều những thủ tục kiêng cữ khác như là các chị em phải nhét bông vào tai cho tới 2 tháng, thậm chí là kiêng trong cả tư thế ngồi, buộc phải ngồi vắt chéo chân, không được ngồi xổm này, không đi lại nhiều. Điều này có nên không thưa bác sĩ? Ngọc Hân biết đấy, cơ thể người phụ nữ khi mang thai thì có rất nhiều thay đổi, và sau sinh phải qua 42 ngày hết thời kỳ hậu sản thì mọi các cơ quan và các thay đổi trong khi có thai mới trở lại trạng thái bình thường. Như vậy thì các cụ quan niệm rằng là tiếng ồn cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến người phụ nữ sau sinh. Nhưng nhét bông vào tai trong vòng 2 tháng thì quả thật là không nên, bởi vì như vậy thì mất cả cái giao tiếp của mình với người bên ngoài, và tự nhiên mình giống như người hơi ngớ ngẩn vì không chịu nghe ai mà chỉ người khác nghe mình nói. Người phụ nữ chỉ sống trong cái môi trường bình thường với các âm thanh không quá ồn thì chuyện đấy không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe cả. Còn ngồi vắt chéo chân hoặc là ít đi lại thì đây là một vấn đề không phù hợp với phụ nữ sau sinh. Ngồi vắt chéo chân theo như mình hiểu thì các cụ nghĩ rằng là sau sinh với những người sinh thường ấy thì nó có cái vết khâu ở dưới tầng sinh môn. Các cụ khuyên như thế với mục đích chỉ sợ rằng là chị em mình ngồi ở cái tư thế không vắt chéo thì có thể vết thương không lành, chứ không thật sự là phải kiêng. Mình không làm các cái vận động quá mạnh và đi lại ít thì lại là một điều bất lợi, thì làm cho sản dịch không ra được thì lại gây ra các cái ứ dịch ở trong tử cung, hoặc là sẽ làm gây ra một cái tình trạng viêm nhiễm, như vậy thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng, vừa rồi thì là các thói quen trong kiêng cữ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề mà ăn uống sau khi sinh. Nếu như ngày xưa các bà các mẹ có rất là nhiều những cái tập tục kiêng sau khi sinh, ví dụ như là nếu mà ăn muối thì phải để là muối ở trên nắp vung, rồi kiêng không ăn nước mắm này, kiêng không ăn canh trong vòng 10 ngày đầu tiên, thì nay các chị em phụ nữ đã được ăn nhiều hơn, đó là ăn thịt nạc này, ăn cá kho mặn, ăn rau ngót, không ăn các chất tanh như là tôm, cua, cá ốc để tránh bị hậu sản. Điều này có đúng không thưa bác sĩ? Bà mẹ sau sinh thì thường than thở với tôi rằng là về bố mẹ em chẳng cho em ăn gì ngoài thịt kho ra,
ngoài một ít chanh rau ngót ra, hoặc là suốt ngày em phải ăn món cháo nấu với chân giò. Nhưng ăn uống thì với quan niệm cho thật đầy đủ thì phải ăn cho đủ 4 nhóm thức ăn, trong đấy phải có protein, có lipid, có vitamin, có chất đạm, và ăn thế nào để cho phù hợp cho từng người phụ nữ thì là vấn đề của mỗi một gia đình. Không phải kiêng ăn cá sau tay, nhưng có những bạn bạn có vấn đề về vấn đề đường ruột thì nhất định bạn phải kiêng, hay là bạn có vấn đề về tiêu hóa dị ứng với một thức ăn gì đó thì bạn phải kiêng thứ đó. Còn đồ tanh hay là canh thì không đặt vào trong tiêu chuẩn là phải kiêng cữ. À, nó con hiểu rồi. Tức là ví dụ là thời trước khi chúng ta sinh bình thường vẫn bị dị ứng với mực hay là những cái đồ hải sản tanh, thì sau khi sinh chúng ta cũng nên kiêng những cái thức ăn đấy phải không bác sĩ? Đúng là như thế, bởi vì kiêng ở đây tức là với từng cơ thể mình phù hợp với cái loại thức ăn nào, hay mình thường xuyên bị dị ứng thức ăn nào, thì sau khi sinh thì cái tiêu hóa và cái hấp thu của mỗi cơ thể là khác nhau. Về khoa học, khi các bạn đi khám thai thì chúng tôi thường khuyên rằng là ăn đầy đủ chất và không cần kiêng gì, chỉ cần kiêng là các thứ kích thích giống như ớt, tỏi, hạt tiêu, rượu bia là những chất kích thích không tốt cho sức khỏe, và còn qua sữa để vào em bé thì đấy là vấn đề, đấy là những thứ cần phải kiêng. Tức là chúng ta cần nên kiêng một số chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, hay là một số những cái chất cay nóng như là tiêu, ớt phải không bác sĩ? Đúng thế. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Nhưng thưa bác sĩ, những người làm chương trình thì có tham khảo ý kiến của một số các bà mẹ sau khi sinh thì có chia sẻ rằng là mình mới sinh mấy ngày nhưng mà chỉ rửa tay nước lạnh có 2 lần mà rất nhanh, vậy mà giờ lúc nào cũng sợ rét run, lại ăn cá sớm sau 2 tháng nên giờ ăn cái gì hơi lạ tí là chạy. Thưa bác sĩ nghĩ sao về trường hợp này? Theo hiểu biết của mình về vấn đề này thì khuyên bạn khán giả đó, cái rửa tay nước lạnh sau sinh và ăn cá sau khi sinh thì không phải là thủ phạm để gây ra các triệu chứng bạn gặp phải, mà vấn đề của bạn bây giờ là phải đến gặp bác sĩ tiêu hóa để khám bệnh. Tức là không phải là vì do không kiêng cữ mà chắc chắn là bà mẹ đó đã gặp phải một cái vấn đề vướng mắc gì đấy với cái hệ tiêu hóa của mình phải không chị? Theo những dấu hiệu mà bạn ấy nói lại thì mình nghĩ đúng là như vậy, bởi vì chỉ rửa tay 2 lần bằng nước lạnh thì không thể là cái thủ phạm để gây cho sợ lạnh bây giờ, và cái rối loạn tiêu hóa này không phải là do ăn cá sau sinh. Vâng, thưa bác sĩ, còn một vấn đề mà có lẽ cũng rất là tế nhị mà được các cặp vợ chồng rất quan tâm, đấy là chính là vấn đề sau khi sinh thì khoảng bao lâu mới được sinh hoạt vợ chồng ạ? Cái sinh hoạt tình dục sau khi sinh thì không phải là vấn đề đặt ra để cần kiêng, nhưng như lúc bắt đầu vào chương trình thì mình có nói với Ngọc Hân và các quý vị khán giả rằng cái cơ thể của người phụ nữ có một thời gian nhất định là 42 ngày sau sinh là thời kỳ hậu sản. Như vậy thì hết thời kỳ hậu sản thì mọi sinh hoạt của người phụ nữ trở lại bình thường. Tức là theo bác sĩ và những thông tin khoa học thì là chúng ta chỉ cần kiêng 42 ngày là trong cái khoảng thời gian hậu sản phải không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa bác sĩ, sau khi sinh bao lâu thì chị em lại có thể tập thể dục ạ? Về vấn đề tập thể dục sau sinh thì liên quan đến cái vận động sau sinh. Đối với một người phụ nữ nếu như sinh thường thì sau 6 tiếng sau sinh đã có thể trở lại vận động nhẹ nhàng, dậy để đi lại. Và với người sinh mổ thì có thể sau 24 giờ đã quay lại để có thể dậy và đi lại nhẹ nhàng. Sau 1 tháng thì có thể là sinh hoạt bình thường nhưng tránh các lao động nặng, phải mang vác hay là chạy nhảy quá mạnh. Và sau 3 tháng thì có thể là tập thể dục với các động tác mạnh. Vâng, xin bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cho các chị em phụ nữ nên chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào, và cũng như những dấu hiệu nào là nguy hiểm để có thể đề phòng thăm khám sớm ạ? Lời khuyên cho các phụ nữ sau sinh, khi các bạn mang thai và khi khám thai thì trong cái chương trình khám và quản lý thai nghén, thường là bác sĩ tư vấn cho mình các cái vướng mắc trong quá trình mang thai. Sau khi sinh thì nên chú ý nghe những cái lời dặn của thầy thuốc trước khi cho ra viện. Sau khi sinh là ăn uống thế nào cho hợp lý về chế độ, và kiêng tắm thế nào cho đúng, và vận động như thế nào cho tốt nhất cho sức khỏe. Và về nhà thì nếu như các bạn thấy có các dấu hiệu nó không bình thường, giống như các bạn thấy sốt hoặc thấy vú cự đau nhức cương cứng, hoặc là dịch ra đường ở âm đạo ra kéo dài nhiều ngày, thì phải để quay lại thăm khám bác sĩ ngay.
Vâng, tức là một số những cái dấu hiệu rất là cơ bản và chúng ta thì thường xuyên nên liên lạc với bác sĩ để có thể sát sao theo dõi cái tình trạng của mình, phải không ạ? Vâng, việc liên lạc với bác sĩ thì theo mình thì các bạn nên trước khi ra viện bao giờ cũng có lời hẹn tái khám, thì mình tái khám cho đúng kỳ và chưa đến kỳ tái khám mà thấy các dấu hiệu bất thường thì cũng nên quay lại bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức bổ ích của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, sau một cuộc sinh nở đầy khó khăn, người phụ nữ bị suy yếu cả về thể chất và tinh thần. Việc kiêng cữ là rất cần thiết, song kiêng cữ quá kỹ thì cũng sẽ gây ra rất nhiều những điều bất lợi. Chính vì vậy, qua cuộc trao đổi ngày hôm nay với bác sĩ Kiều Anh thì Ngọc Hân hy vọng rằng quý vị và các bạn đã rút ra được rất nhiều những kinh nghiệm cho chính bản thân mình và người thân. Một lần